Để Lily xài thử cái kem chống nắng cho cả nhà nha. Lily chỉ để toner xong rồi serum rồi bỏ cái spray cái gel ampoule giúp giống như là serum về cả nhà. Một bên chưa có cái mặt Lily là chưa có kem chống nắng nha. Lily sẽ xịt một bên cho cả nhà coi. Kem chống nắng có bên Lily. Hơi nhiều ha. Rồi xếp một bên cho cả nhà coi nha. Thức xong á, mấy phút sau nó thấm vô cả nhà. Cái da mình trắng đẹp lắm, trắng hồng mà không phải. Được cái kem này, kem chống nắng là sức gần mắt nó lắm, nó đi sức rất là gần nha cả nhà, nó không có cay. Sức sắc sát lên để tóc mình không thôi nó sẽ thấy đó, cái da mình không đều. Cả nhà để mà 2 3 phút á, cái nó thấm vô đẹp lắm. Rồi xong đây lại bỏ cái phấn khô lên nè, đánh má hồng lên là xong á cả nhà. Okay, quay 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 gần cho cả nhà coi nha. Trong bathroom này nó hơi tối. Quay cho cả nhà coi bên đây là có kem chống nắng rồi nè, bên đây Lily chưa có kem chống nắng nè, thấy khác liền không cả nhà thấy không, nó cover được những cái da không đều màu, da Lily nó có da mỏng, nó có mấy cái ven nó cả nhà, nó cũng cover luôn tại nó có lớp finish trong đây á cả nhà, còn ở đây không có nè cả nhà. Ở đây là chỉ sức serum rồi sức ampoule vô rồi xong á, rồi muốn đánh nửa cái mặt bên có da kem cho cả nhà coi. Thì bây giờ rồi sẽ đánh thêm bên đây nha cả nhà. Thì mình đánh xuống cổ luôn, tại vì thôi cái mặt nó trắng mà cái cổ nó đen kỳ lắm. Giờ đây đánh bên đây nha, cho nó đều lại cái nha. Xong xong cả nhà, cái này rất là thích nha, nó giữ bám rất là không cần phải bám rất là chặt, không cần phải thắt sắp lại trong vòng mấy tiếng nha cả nhà, chừng nào mình đi tắm biển nó trôi mình mới thắt sắp lại, còn bây giờ thì không. Xong rồi cả nhà.